ẩu đả tại đám cưới một người tử vong danh sách cầu ở phía bắc bị cấm hạn chế lưu thông mưa lớn khiến nước sông Bùi tràn qua đê rốn lũ ở Hà Nội lại ngập trắng kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình ngay sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi Mới đây, Đại tá Trần Đức Triệu, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều tra vụ ẩu đả ở đám cưới khiến một người tử vong. Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, tại khuôn viên đám cưới nằm trên đường Bà Triệu, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thời điểm trên, anh Trần XS, sinh năm 1989, và Nguyễn D, chưa rõ năm sinh, cùng chú ở thành phố Đông Hà, đến dự đám cưới nói trên. Tại đây, giữa anh S và D xảy ra mâu thuẫn, nên anh S dùng tay tát vào mặt D. Bực tức, D chạy ra quầy tạp hóa gần đám cưới, mua con dao Thái Lan rồi quay lại tìm anh S và dùng dao đâm vào cổ nạn nhân. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, nhưng anh S đã chết do mất máu. Được biết anh S từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Trị để dự đám cưới bạn thì không may gặp nạn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã tạm giữ Nguyễn D để phục vụ công tác điều tra. Năm 2018, tại Nghệ An cũng từng xảy ra vụ ẩu đả trong đám cưới khiến một người chết. Cụ thể, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6 tháng 12, hai nhóm thanh niên ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cùng đi chơi đám cưới tại xóm Đồng Bầu, xã Mã Thành thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai nhóm thanh niên này lao vào ẩu đả. Trong lúc xô sát, Nguyễn Khắc Nhật, sinh năm 1994, chú ở xóm Tân Yên A, xã Tiến Thành, bị đâm vào ngực, gục tại chỗ. Ngay sau đó, anh Nhật được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo về việc tổ chức lại giao thông, trong đó có cấm nhiều loại phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Iagi, các nhà máy thủy điện đang xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu sở giao thông vận tải thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu trương dương đặc biệt sau sự cố sập cầu phong châu tỉnh phú thọ nhiều người dân thủ đô bày tỏ lo ngại đến sự an toàn của cầu trương dương đặc biệt trong thời điểm diễn biến thời tiết bão lũ phức tạp dù vậy phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội trần hữu bảo khẳng định cầu trương dương đã xuống cấp nhưng vẫn bảo đảm khả năng chịu lực cơ bản hoạt động bình thường theo ông bảo từ khi thành phố nhận quản lý, sở và các đơn vị liên quan đã hai lần kiểm định cầu vào năm 2013 và 2021. Kết quả cho thấy cầu chính vẫn bảo đảm chịu lực. Tuy nhiên mặt cầu đã xuất hiện ổ gà và bong chóc bê tông một số vị trí. Cánh gà phía thượng lưu và hạ lưu đã hư hỏng, bê tông chóc làm lộ cốt thép, han dỉ nhiều vị trí, vân vân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được thành phố phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa cầu Trương Dương. Hiện cơ quan này đang tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế sau bước thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2026. Hiện cầu Trương Dương vẫn bảo đảm khả năng chịu lực, cơ bản hoạt động bình thường. Ông Hoàng Việt Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giao thông Vận tải, một trong hai đơn vị tham gia kiểm định cầu Trương Dương vào cuối năm 2021 cho biết, trung bình mỗi cây cầu sẽ được kiểm định 5 đến 10 năm một lần. Trong lần kiểm định vừa qua, cầu Trương Dương đã được kiểm tra tổng thể tất cả các bộ phận như trụ, gối cầu, mặt cầu, dàn thép trên dưới, khe co giãn, độ võng của cầu nhằm phát hiện các hư hỏng tích lũy theo thời gian. Từ đó, đơn vị tư vấn, nhà thầu xác định được các phần hư hỏng để lên phương án sửa chữa. Để đánh giá chính xác khả năng chịu tải cũng như các hư hỏng của cầu, hai đơn vị đã huy động tổng cộng 50 kỹ sư cùng máy móc hiện đại trong đó dùng 6 xe tải có khối lượng 27 đến 30 tấn một xe đỗ tại 3 điểm gần nhau để thiết bị máy móc đánh giá độ võng của cầu. Kết quả kiểm định đã được báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để đề xuất thành phố lập dự án cải tạo, sửa chữa cầu. Sau sự cố dập cầu Phong Châu ở Phú Thọ vào ngày 9 tháng 9, nhiều cầu ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bị hạn chế hoặc cấm lưu thông cho đến khi có thông báo mới. Do lúc mực nước sông đang lên cao, cộng thêm cầu cũ có nguy cơ đổ sập, các phương án này giúp người dân tránh nguy hiểm sập cầu, giữ an toàn cho đến khi lũ qua đi. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Long Biên Hà Nội. Theo đó, từ 15 giờ ngày 10 tháng 9, cấm người đi bộ và phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên, áp dụng ở cả hai chiều lưu thông. Thông báo này áp dụng cho đến khi có văn bản thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. Được biết người dân có lộ trình qua cầu Long Biên có thể thay đổi sang các cầu khác như Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Trương Dương. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng ra thông báo hạn chế lưu thông qua cầu Trương Dương. Trước diễn biến trên, nhiều tỉnh thành phố miền Bắc cũng đã có chỉ đạo hạn chế hoặc cấm di chuyển với một số cây cầu. Cụ thể, tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu, cầu Trung Hà và Từ Mỹ cấm toàn bộ các phương tiện từ ngày 9 tháng 9. Cầu Việt Trì Cũ cấm tất cả các phương tiện lưu thông từ 9 giờ ngày 11 tháng 9. Tỉnh Thái Nguyên, cầu Ba Gầy, cầu Bến Tượng, cầu Mỏ Bạch tạm thời cấm người, phương tiện. Tỉnh Tuyên Quang, cấm các xe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách các loại lưu thông qua cầu Nông Tiến, cầu Bợ, cầu Sơn Dương, cầu An Hoa, cầu Kim Xuyên. Riêng cầu Chiêm Hóa Tuyên Quang cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua. Tỉnh Yên Bái, cầu Yên Bái trên quốc lộ 37 bị cấm các phương tiện. Tỉnh Bắc Giang Khuyên cáo người dân không đi qua cầu sắt bắc qua sông Thương, thành phố Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh, cầu nét đoạn Yên Phong Từ Sơn bị cấm ô tô lưu thông. Cầu Đáp Cầu nối phường Đáp Cầu thành phố Bắc Ninh với tỉnh Bắc Giang cấm tất cả các phương tiện từ 10 giờ ngày 11 tháng 9. Cầu Hồ, thị xã Thuận Thành cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải có tải trọng trên 15 tấn lưu thông từ 12 giờ ngày 11 tháng 9 mưa lớn kéo dài khiến nước sông Bùi tràn qua đê. Nhiều nhà dân thuộc các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội lại ngập trắng. Hàng nghìn người dân buộc phải di tản đến nơi an toàn. Chỉ cách đây hơn một tháng, người dân các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ của huyện Trương Mỹ cũng đã phải chạy lũ nhiều tuần. Con đường liên xã chạy dọc đê sông Bùi bị ngập gần 40cm, khiến nhiều thôn xóm ở Trương Mỹ bị cô lập đặc biệt trong đó là xã Nam Phương Tiến. Nhà dân ở vùng rốn lũ của Hà Nội bị nước bủa vây khoảng 2 ngày nay. Hầu hết người già, trẻ nhỏ, phụ nữ ở vùng ngập lụt đã được di tản đến nơi an toàn. Nguyên nhân ngập lụt ở các xã ven sông Bùi thuộc huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội trong những năm qua, phần lớn là do lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ về Hà Nội. Từ năm 2017 đến nay, người dân thuộc xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ trải qua 4 lần chạy lũ. Con đường bê tông vào thôn Lý Nhân, xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu hơn 1 mét. Người dân phải lập bến đò đầu làng để dùng thuyền đi lại. Gần như tất cả chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân ở xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu trong nước. Mỗi lần như vậy, nhiều hộ dân lại rơi vào cảnh nợ nần. Người dân ở xã Nam Phương Tiến cố vất vát những gì còn sót lại ở ruộng, vườn đem về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm những ngày mưa lũ. Theo thông tin từ báo Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tiếp nhận 18 nạn nhân từ vùng lũ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, nơi vừa bị trận lũ quét kinh hoàng san phẳng. Ngồi giữa hai giường bệnh, một bên là vợ, bên còn lại là con gái. Anh Đặng Xuân Giang, sinh năm 1992, mắt ngấn lệ và chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau thương diễn ra vào sáng sớm ngày 10 tháng 9. Anh may mắn thoát nạn khi vừa đi ra khỏi nhà để kiểm tra tình hình thì lũ quét đã ập đến. Lũ xảy ra quá nhanh, anh Giang hét lớn gọi vợ con nhưng họ không kịp chạy đều bị cuốn trôi. Rất may, nhà hàng xóm phía dưới ứng cứu giúp hai mẹ con thoát chết. Anh Giang miêu tả: "Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, dòng lũ cuốn đến rất nhanh, càn quét tất cả mọi thứ, xé toang từng căn nhà." Không may mắn như gia đình anh Giang, lũ đã cuốn đi tất cả nhà cửa, tài sản và những người thân của anh Nguyễn Văn Thinh. Nằm trên giường bệnh, anh Thinh chia sẻ, gia đình anh gồm bố mẹ, hai người em trai, vợ và hai đứa con. Khoảng 6 giờ, khi cả nhà đang ngồi dưới hiên nhà, bỗng nhen nghe tiếng ủnh, chưa kịp định thần, nước và bùn đất ùa về, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Anh Thinh nghẹn ngào, tôi bị cuốn trôi khỏi vị trí căn nhà khoảng 150 mét, bàng hoàng mò dậy, Chứng kiến cảnh tượng tan hoang, lũ cuốn hết mọi thứ của tôi rồi, cuốn hết bố mẹ, cuốn đi hai đứa em, hai đứa con, vợ tôi được tìm thấy nhưng chết rồi. Cũng rơi vào hoàn cảnh bi thương vì thiên tai, chị Hoàng Thị Dịp hướng ánh mắt đỏ au về phía giường bệnh của người con đang trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương. Mẹ của chị hiện vẫn chưa tìm thấy. Chị Dịp thoát nạn khi đang đi làm ở Phú Thọ. Người phụ nữ nghẹn giọng, "Tôi chưa thể tin được những gì đã xảy ra." Tôi chỉ mong tìm thấy mẹ, mong con kiên cường vượt qua đau đớn để được sống. Bác sĩ Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên thông tin, đội ngũ bác sĩ, y tá, cán bộ nhân viên bệnh viện đang thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa gồng mình chống lũ, vừa căng sức điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Chia sẻ tình hình các nạn nhân, bác sĩ Việt cho biết, hiện có hai ca thở máy, các ca còn lại trong tình trạng chấn thương khác nhau như gãy xương, nội chấn thương, tổn thương vùng da, đặc biệt là sang chấn tâm lý. Theo bác sĩ Phạm Hồng Việt, có những nạn nhân đến đây còn chưa rõ thông tin, không có người nhà, nên trước mắt ban giám đốc bệnh viện yêu cầu nhân viên tích cực chăm sóc, giúp đỡ sinh hoạt và ổn định tâm lý. Trong những ngày này, bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên đảm bảo quân số và duy trì nghiêm chế độ trực 24 trên 24 giờ, kịp thời thực hiện công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh 27,8 m trên mức báo động 3 là 1,8 m vào sáng ngày 11 tháng 9, sau đó xuống chậm. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt đỉnh vào trưa nay 11 tháng 9 và trên mức báo động 2. Dự báo vào lúc 13 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75 m, trên báo động 2 là 0,25 m. Đến 19 giờ ngày 11 tháng 9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75 m, trên mức báo động 2 là 0,25 m. Các chuyên gia cảnh báo lũ trên sông đang lên cao, gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2. Mực nước trên sông đang ở mức cao Mực nước lũ gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại một số khu vực thuộc các quận huyện: Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh. Lũ trên sông cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động ba. Lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3. Lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức báo động 3. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3. Tại Phú Thọ xuống chậm dưới mức báo động 2. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Tại Vũ Quang sẽ xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm và ở dưới mức báo động 2. Cảnh báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước tại các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước lũ trên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí sung yếu thuộc hệ thống đê kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trước đó đêm mùng 10 tháng 9, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành lệnh báo động lũ cấp độ 2 trên sông Hồng tại các địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Lệnh báo động lũ này được đưa ra căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Long Biên hồi 23 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 9 là 10,5 m, mức nước báo động 2 là 10,5 m. Theo dữ liệu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ kể từ 14 giờ ngày 9 tháng 9 đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Nậm Củi ở Lai Châu 79,2 mm, Đồng Tâm ở Hòa Bình 296,8 mm, Cam Đường ở Lào Cai 208,6 mm, Minh Bảo ở Yên Bái 401,2 mm, Nấm dần ở Hà Giang 164 mm, Hùng Đức ở Tuyên Quang 121 mm, Đại Phạm ở Phú Thọ 209 mm, Hoàng Nông ở Thái Nguyên 120 mm, Đầm Hà ở Quảng Ninh 238 mm, Cẩm Lương ở Thanh Hóa 120 mm, vân vân. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa với lượng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 15 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa. Sau cơn bão số 3 Iagi, tỉnh Lào Cai tiếp tục hứng chịu nhiều trận mưa lớn, gây ngập lụt và sạt lở nhiều nơi. Tại khu đồi trường chính trị tỉnh nằm trên đường Tùng Tung, tổ 12, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, xuất hiện cung sạt lở lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sinh sống dưới khu vực điểm đồi. Hiện tại có 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đất đá sạt lở xuống, phá hủy các công trình phụ như bếp, cây vườn, trong đó năm hộ bị đất đá sạt xuống, đẩy trôi ra mặt đường, có thể sập bất cứ lúc nào. Gia đình ông Hoàng Văn Nhân, số nhà 017, phố Tùng Tung, tổ 12, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng bởi vụ sạt lở. Ông cho biết nhiều ngôi nhà tiếp tục bị nứt và lực lượng chức năng có mặt để di rời toàn bộ 53 hộ dân cùng tài sản. Toàn bộ tài sản giá trị của các gia đình được lực lượng chức năng hỗ trợ di rời. Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, sáng sớm ngày mùng 10 tháng 9, một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi đây có 35 hộ dân với 128 khẩu cư trú. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của huyện và lực lượng tại chỗ đã ứng cứu. Đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác định được trên 30 người bị thương và sống sót, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, còn khoảng hơn 100 người đang mất tích huyện bảo yên đang tranh thủ thời gian gấp rút huy động lực lượng tiếp cận tại khu vực sạt lở tìm kiếm người mất tích khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm giao thông bị chia cắt hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn thông tin từ người dân địa phương thời điểm xảy ra sạt lở vào lúc sáng sớm nhiều người chưa ngủ dậy nên thương vong lớn ngay sau khi xảy ra sạt lở người dân đã chủ động cứu nạn và đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện ghi nhận tại hiện trường cho thấy Thôn làng nổ bị san phẳng sau vụ lũ quét kinh hoàng. Những gì còn sót so lại là các đồ vật đã biến dạng và ngập trong bùn đất. Ông Phạm Nguyên Hùng, cục trưởng cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cho biết, hàng năm các đơn vị vận hành đập, hồ chứa thủy điện và các cơ quan đơn vị liên quan hàng năm đều thực hiện việc diễn tập các phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Các hồ chứa thủy điện khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng bão số 3 nói chung như Thác Bà, Tuyên Quang và hồ thủy điện Hòa Bình nói riêng, tại thời điểm sau bão này cần tập trung cao độ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ và đặc biệt là các chỉ đạo trực tiếp từ công điện của Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Bộ Công Thương. Khi xảy ra các tình huống bất thường phải có biện pháp xử lý hoặc báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du đập. Lãnh đạo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp khuyến cáo các địa phương có hồ, đập thủy điện trong vùng ảnh hưởng bão và hoàn lưu bão cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị quản lý, vận hành, chấp hành các quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Bên cạnh đó, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết cả nước có 232 hồ chứa thủy điện, các hồ khu vực miền Bắc và miền Trung đều đang ở mức cao. Trong đó, các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng, mực nước hồ cao, các hồ quan trọng đặc biệt như Hòa Bình, Thác Bà đang tăng lưu lượng xả tràn để ứng phó hoàn lưu sau bão số 3 Iagi. Ngược lại, tại khu vực Tây Nguyên giao động nhẹ, mực nước hồ giảm nhẹ, Đông Nam Bộ giao động giảm, mực nước thấp, Duyên Hải Nam Trung Bộ giảm, mực nước hồ thấp, một số hồ gần mực nước chết. Lũ trên sông cầu dâng cao quá nhanh chỉ trong một đêm. Hơn 9.000 người ở xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị cô lập hoàn toàn, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lũ lớn sau bão số 3 khiến nhiều nơi ở Bắc Giang bị ngập nặng. Lũ tràn qua đập đá vào xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khiến cả xã chìm trong biển nước. Đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, đường đi vào xã Vân Hà vẫn bị chia cắt bởi mưa lũ. Hiện tại, thuyền, xuồng là phương tiện di chuyển duy nhất của người dân tại Vân Hà để họ hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản. Chị Nguyễn Thị Lương ở thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà cho biết, gia đình chị chưa bao giờ thấy cơn lũ nào lớn khiến nước dâng cao như vậy. Lũ khiến toàn bộ xã bị cô lập chỉ trong một đêm. Nước lên nhanh cũng nhấn chìm toàn bộ hoa màu của người dân. Ông Nguyễn Văn Quảng ở thôn Thần Trúc, xã Tiên Sơn chia sẻ. Đây là trận lũ lớn nhất trong khoảng 40 năm qua. Lũ ở đây thì năm nào cũng bị, nhưng năm nay ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Ông Nguyễn Đình Mỹ, Chủ tịch xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết: "Rất lâu rồi, địa phương mới lại có một trận lũ lớn như thế này. Nước lên rất nhanh, chỉ trong một đêm toàn xã đã bị cô lập, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Hiện trên địa bàn xã bị cắt điện hoàn toàn." Ông Mỹ cho biết thêm: "Xã đã triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân, đảm bảo không thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân bị cô lập. Cũng theo ông Mỹ, nhiều chỗ đã ngập sâu từ 1,5m đến 1,7m. Người dân phải kê cao đồ đạc và đưa gia súc, gia cầm lên các vị trí cao trong nhà để tránh bị lũ cuốn trôi.